Hôm nay các cậu sẽ tiêu đời. Pio, ta giao cho người hết đó. Yeah. Vậy chúng ta đấu chứ? Tôi sẽ hại cục anh. Có, ông chồng tròn kìa. Cậu không sao chứ? Mình không thể đứng dậy được. Tên xấu xa đây. Mạnh mẽ lên, tập trung. Con chịu đựng thêm một chút nữa, cậu làm được mà. Sammy, con, thôi tụi mình đi, con chịu đựng một chút với tôi. Thảm hại quá. Max, các cậu, mình xin lỗi. Mình không nghĩ là mình chịu được. Không ai địch lại được sức mạnh của ta. Sao các ngươi không chịu đầu hàng đi? Mình không thể đứng dậy được. Lucy, mình không tin vào mê tín gì đó. Trời, các cậu khá lo lắng rồi đúng không? Mình không sao rồi. Vốn, tụi mình biết cậu có thể làm được mà. Vốn, lực lượng súng biến hình. Biến hình. Pio, ta tặng cho ngươi sức mạnh của bóng đêm. Tới lúc gọi lực lượng xe rồi. Lực lượng xa, hành động, hành động. Các cậu, cho tên này thấy chúng ta được làm bằng gì nào. Bắt đầu chiến thuật quấy rối. Được rồi. Lực lượng người máy không hoạt động. Độc ở đuôi của nó đang làm cho chúng ta bị rỉ sét. Lực lượng người máy không thể cử động được. Chúng ta cần tìm điểm yếu của nó. Phân tích kết quả nói đuôi của nó là phần mạnh nhất, nhưng đồng thời cũng chính là điểm yếu của nó. Chúng ta cần tấn công vào đuôi. Mình sẽ cố gắng ăn phần đuôi. Lực lượng vòng tròn, bắn. Làm tốt lắm Lucy. Mình sẽ kết thúc chuyện này. Lực lượng phản lực, bắn. Cứ chờ đi lực lượng nhí, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.